Còn về tình hình thời tiết thì những cơn mưa đêm qua thì đã khiến cho thời tiết miền Bắc hôm nay dịu hẳn. Tuy nhiên thời tiết thay đổi lại khiến cho trẻ nhỏ dễ ốm hơn, các bậc phụ huynh cần lưu ý. Và thông tin cuối của 5 phút hôm nay, kính chào tạm biệt quý vị. Sau những ngày nắng mạnh và nóng, trong hôm nay miền Bắc nhiều mây hơn. Dự báo vùng núi và trung du Bắc Bộ trong ngày tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Thái Nguyên có nơi mưa to trên 70 mm. Thời tiết thay đổi, trẻ nhỏ rất dễ mắc bệnh. Để phòng bệnh, phụ huynh cần thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, lau sạch các bề mặt, các dụng cụ mà trẻ tiếp xúc hàng ngày. Nếu trẻ mắc tay chân miệng, phải cho nghỉ học ngay và theo dõi tại nhà, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.